Hi, xin chào tất cả các bạn đang quay lại với kênh Ăn Vặt cùng Ngân. Thì mấy ngày nay là trời đang rất là nóng, mà Ngân sẵn á, khi Ngân làm cái sữa chua cho Vincent ăn luôn, thì sẵn đây Ngân hướng dẫn làm một cái video chia sẻ cái cách làm sữa chua của Ngân cho các bạn cùng xem, rồi có gì thì các bạn chia sẻ lại cho Ngân luôn. Thì ở đây Ngân có sẵn nguyên liệu, Ngân thì Ngân chuẩn bị sẵn một hũ sữa ong thọ nè, này Ngân cắt nắp sẵn rồi, rồi hai bịch sữa tươi. Sữa tươi có đường luôn. Thì này một bịch như vậy là 220ml, thì hai bịch khoảng 450ml, 440 đó. Ba hộp sữa chua. Thì đây tùy vào cái lượng mà các bạn muốn chua nhiều hay chứ ít thì bỏ sữa chua. Nếu mình bỏ nhiều sữa chua như thế này thì mình sẽ ủ nó rất là nhanh chua hơn, so với là nếu mà các bạn bỏ một ít sữa chua hơn thì mình phải ủ nó lâu. Thì dùng vậy thì Ngân sẽ dùng, hôm nay Ngân sẽ dùng bịch sữa chua bỏ vào trong túi, thì Ngân dùng túi ni lông với lại thun luôn. Rồi thì bây giờ để pha sữa tươi này, sữa chua thì Ngân dùng nước nóng này khoảng 250ml nóng này, nước đang còn nóng này các bạn. Thì Ngân đổ đi ra. Thì sẵn cái mình lấy cái phần nước sôi đó đó, mình tráng luôn cái phần sữa trong lon sữa bò luôn. Tại vì sữa đặc các bạn biết rồi, nó dính lên cái lon của mình nhiều lắm. Mình tráng cho nó sạch luôn. Tại sữa trong đây thì cũng sạch chứ không có gì. Rồi quấy đều lên. Dùng sữa nóng luôn nha các bạn, chứ còn dùng nước nóng luôn thì nó mới hòa tan được hết cái lượng sữa trong cái sữa đặc mình, nó tan ra cho nó giữ nhiệt. Rồi tiếp tục thì Ngân cắt cái phần sữa tươi, Ngân dùng là sữa tươi có đường nha các bạn, Ngân bỏ vào luôn. Này thì hồi nhỏ mấy các bà các mẹ hay làm cho tụi nhỏ tụi Ngân ăn lắm. Nhà chắc Ngân nghĩ chắc bạn nào cũng có cái kỷ niệm về sữa tươi, sữa chua hết. Cái này bữa hôm trước Ngân dùng sữa bò nguyên chất đó các bạn. Sữa bò nguyên chất thì làm cũng ngon lắm, mình nấu lên ấm ấm rồi mình làm. Nhưng mà sữa bò nguyên chất thì mình lại phải thêm đường vô nữa thì nó mới ngọt. Rồi. Rồi tiếp theo thì Ngân cho cái phần sữa chua. Sữa chua này mình bỏ vào trong đây để làm gọi là cái đó, để cho nó chua cái phần sữa này của mình luôn. Như Ngân nói mới nãy thì nếu các bạn muốn chua nhiều thì có thể cho thêm sữa chua. Ngân cho 3 hộp sữa chua, trong lượng này thì cũng hơi nhiều nè, thì nó sẽ nhanh lên men hơn. Giờ thì Ngân sẽ quấy đều cho nó tan ra thôi, cho nó mịn thật mịn. Đây là cái phần sữa mà Ngân đã hòa tan rồi các bạn đó, đảm bảo cho tất cả đều phải mịn lại hết đó. Thì mình sẽ bỏ, tiến hành mình sẽ bỏ ra trong cái bọc mình cột lại thôi. Cái phần sữa của Ngân chuẩn bị xong rồi này các bạn. Ngân thì không có để cho mình bỏ vô bọc dễ dàng á, thì Ngân bỏ ra trong cái ca có cái mỏ này luôn. Đó. Thì giờ Ngân bắt đầu làm bỏ vô bọc thôi. Cam đổi bọc khoảng 2/3 cái bọc thôi các bạn. Thì mình cột nó dễ hơn. Đấy, tính đầu cột. Bạn mà đổ đầy quá thôi mà mình cột nó dễ bị tràn, với lại cái bọc nó không được căng tròn á, không có đẹp lắm. Làm như vậy thì mình nhanh hơn, còn các cô khéo léo thì có thể dùng cái vá múc thì nó cũng tiện, nó nhanh. Rồi.
Hả? Ơi, các bạn biết thấy không? Làm biết cái thằng giống như là mình quen tay á. Có em trời về làm sao đây? Ở đây nè các bạn, cái phần mà sữa chua mà nãy giờ Ngân cột bọc xong rồi nè. Đó, cũng được nhiều rồi nè. Giờ thì bắt đầu mình sẽ tiến hành ủ sữa chua. À, ủ cái thời gian thì khoảng 6-7 tiếng lận. À, thì ủ cái sữa chua này thì mình sử dụng cái, hôm nay Ngân sẽ ủ trong cái nồi cơm điện luôn, cho nó giữ nhiệt tốt hơn. Thì mình sẽ dùng cái nước, nước ấm. Nước ấm thì mình canh khoảng 50 độ. Thì đây nó đang nóng nè, Ngân sẽ pha thêm cái nước lạnh nữa cho nó giảm cái nhiệt độ xuống. Đó. Thì cái đầu tiên Ngân sẽ bỏ cái sữa chua này vô trước. Bỏ vô trong cái nồi cơm điện á. Ở đây là cái phần sữa chua mà Ngân đã bỏ vào trong cái nồi, cái ruột của nồi cơm điện này các bạn. À, thì giờ mình sẽ đổ từ từ, nước ấm mà khoảng 50 độ thôi. Nóng quá thì nó sẽ làm cho nó không, nó chín cái sữa luôn, nó không thành sữa chua được các bạn. Thì đây Ngân sẽ đổ từ từ. Đổ từ từ ngập cái bịch sữa chua là được. Thường cái này các bạn ủ trong cái nồi giữ, ủ trong nồi kính cũng được. Còn không, nếu bạn có cái thùng mút xốp thì mình bỏ ủ là tốt nhất. Còn giờ thì Ngân không có cái thùng mút xốp cho nên Ngân sẽ dùng nồi cơm điện. Rồi này các bạn, thì nhà Ngân dùng cái nồi cơm điện này thì Ngân sẽ ủ luôn. Thì mình bỏ hết tất cả sữa chua vào trong đây và mình dùng chế độ warm thôi. Giữ nhiệt, giữ nóng thôi chứ không có nấu. Thì mình sẽ giữ nhiệt để cho nó ấm trong khoảng 6 đến 7 tiếng. Thì cái sữa của mình nó sẽ lên men và nó chua đều hết. Đó. Chỉ giữ ấm thôi, mình không có bật bếp nấu các bạn. Và đây này các bạn, đây là cái phần mà sữa chua mà Ngân ủ 6 tiếng. Xong rồi bây giờ Ngân bỏ vào trong tủ lạnh. Thì Ngân bỏ trong ngăn đông á. Thì giờ nó cũng cứng lại nè. À, giờ Ngân sẽ lấy một cái Ngân thử, Ngân cắt thử cho các bạn xem. Nó rất là mịn luôn. Đây là cái phần sữa chua của Ngân trong bịch nhá. Thì Ngân cắt thử các bạn coi, rất là mịn màng luôn. Đó. Đang còn đông cứng nhưng mà rất là mịn, nó không bị vân đá. Đó. Cái này mình ủ thời gian, các bạn ủ càng lâu thì nó sẽ càng chua. Đó. Như Ngân là Ngân dùng 3 hũ sữa chua, nhưng nếu bạn nào dùng 1 hũ sữa chua thì có thể ủ thời gian lâu hơn nữa thì nó sẽ là mịn. Bây giờ đang giờ trưa, mình nếu mình ăn sữa chua thì rất là tuyệt vời luôn. À. Giờ Ngân sẽ dọn ra thì Ngân với mẹ cùng ăn, thưởng thức có một hũ sữa chua. Xin chào tất cả mọi người. Xin chào tất cả mọi người. Đây, cái phần sữa chua bịch thì hôm nay Ngân đã xong rồi nè. Đó, tất cả Ngân làm xong bỏ tủ lạnh trong đá, giờ ra như đây nè. À, giờ ăn trưa nữa. Ngân mời mẹ và mọi người cùng ăn với Ngân nha. Đó, chú nhìn thấy con rồi, cô chú thấy tươi mát rồi đó. Đây, hai ông bà cô chú. Vô ông bà và cô chú. Coi như nó đổi cả. Rồi mời mẹ. Nhìn giống như là thấy nhìn giống như sữa chua cũ á. Sữa chua. Do ngăn làm mình xin mời tất cả mọi người nha, cùng mình ăn thử thôi nha. Ngọt, rất là dẻo này hả? Cho miếng, cho miếng. Nó giống không khác gì so với lại sữa chua hũ của Vinamilk luôn á các bạn, rất là mịn. Mà ngọt, vừa, ngon, béo, rất là mềm, cũng giống như của những cái hộp mà Vinamilk ha. Nhưng mà không biết sao, bây giờ mình ăn không hết thì để 2 ngày nữa.
là nó sẽ chua chua lên ha, nó ngon, còn giờ thì nó ngọt ngọt cho nó chưa được chua. Ồ, nó dẻo hơn anh ngon. Làm nhắc nhớ đến cái thời của con người cũng nhỏ 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 nè, đi ăn mà đi học của các bạn biết chưa, nắng đi học ghé ăn mấy cái tiệm mà tạp hóa ăn một hũ sữa chua này nè, bịch sữa chua này nè, đạp xe đạp đi học á. Ông bà lấy, ông bà cô chú lấy em. Em biết ai sữa chua rồi ông bà ơi, cái em tém cái miệng em kìa ông bà. Em tém cái miệng ông thấy chưa ngon không bà? Nay em học được hai cái răng rồi ông bà ơi. Con thử cho mẹ làm đó. Ăn xong cho mẹ ý kiến nha. Ngon mẹ làm có ngon không để mẹ rút kinh nghiệm lần sau nha. Cô chú thấy cái chân con thấy cưng không nè. À, cái chân bữa nay con mặc áo sơ mi đóng thùng với quần đàng hoàng, quần dài đàng hoàng, cười mình ăn cơm cứ ăn đi, mình ăn cơm cho biết lấy cái giấy luôn rồi. Mai mốt nè con thích ăn giúp em trai á, mình thấy bạn đi có một cái bụng đói nha nha. Ồ cái chuyện ông bà đi con. Ê, ông bà ơi, mẹ con làm ngon lắm. Mẹ con làm ngon lắm, ông bà thấy con ăn tép với miệng con ngon không? Cái này á, nếu mà nhà bạn nào mà thường hay làm á, thì mình làm một cái hũ thì nó cũng đẹp à. Còn Ngân làm bỏ một cái bọc gì cho nó gõ. Không, mẹ thấy là cái bọc mình khỏe hơn nè. Ăn xong rồi mình được bỏ bọc cái bịch luôn, mình khỏe dạ. Với lại con biết sao con làm trong cái bọc về nè thì nó ít có chiếm cái gian ở trong cái tủ. Hồi nhỏ là tụi con toàn là ăn đi học á, là toàn ăn cái sữa như nè, mà sữa chua bịch gì nè, mình sinh tốt bịch được không ạ? Bịch á. Nè, mà lúc đó mình cảm giác là ngon lắm, tuổi nhỏ mà ngon. Còn bây giờ con thấy con nít bây giờ là thường ăn là hủ sữa chua là vitamin, ăn cái hủ hủ đó không ạ? Mà nếu bạn nào có thời gian ở nhà làm cho con nhỏ mình ăn cái này thì nó tiện hơn. Mai mốt quá con biết sao, nếu con làm cho cái hũ á là con học cái cách làm có nhà đam ở trong á cho nó ngon. Mẹ dạ. cái hôm qua con định làm cái dễ à con, cái nhà đam đó làm cái nghe cách làm dễ lắm. Nhà đam mình rửa sạch như này rửa muối tốt chứ mẹ. Cái này là tinh thần cũng rất là thích, thích sữa chua lắm các bạn. Như mà ăn rồi có sữa chua là nó thích lắm, ngồi ăn một mình hủ sữa chua, ngồi ăn một mình vậy đó tự suốt. Ly mà sữa chua là Ly ăn hết rồi hả Ly? Mình đi ăn hết rồi hả Ly? Ly ăn thế giùm bà nội nha, chúc bà nội ăn hết ra gì. Bữa nay mẹ người ta hay ăn cái sữa chua này mà sữa chua nước cẩm thôi. Nấu nếp cẩm xong bỏ trong cái này sữa chua nè. Dạ cũng ngon. Mà nếp cẩm thì nấu nó cũng có cái công thức của nó, nấu cũng hơi khó một chút. Nó khác như nếp của mình hấp lên ăn rồi. Nếp cẩm mình cũng ngâm như sữa rồi để qua mấy tiếng rồi bắt đầu mới nấu. Bỏ vô cái này làm đông đá là nó cứng nếp cẩm. Nó không có đông đá nè, nó dẻo bỏ vô ăn. Bữa trước con thấy ngoài, lâu lâu ở ngoài người ta cũng bán. Bữa mẹ đi Mỹ á, nhờ cô bên đây mua sữa mà là sữa bò Long Thành á, sữa bò nguyên chất luôn các bạn. Người ta bắt sữa nguyên chất á về mình chỉ đun sôi là mình uống cái sữa đó, mà làm vô sữa chua ăn ngon cực kỳ luôn. Nó mịn còn hơn cái sữa này nữa, vừa béo vừa thơm thơm nữa. Muỗng nữa thôi nha, muỗng nữa thôi rồi mồm mà nội ăn nha. Đây nha, đừng có nhìn miệng nữa nha, thấu lắm nha, thấu châu lắm nha, nha. Rồi. Xin mời mọi người nha, ăn với mình nha. Ngon quá. Sữa chua mà nó dẻo dẻo vậy ngon nè, cứng. À. Cứng quá, nó ăn nó rút răng. Cứng quá lắm, nhắm nghiệp đá. Trưa nắng nắng á, ăn bịch sữa chua vô ngon quá anh chị các bạn ạ. À. Chơi đồ chơi gì? Chơi gì? Như ba gì? Đã khoái rồi. Đừng cho đúng rồi khoái rồi.
Mình nhìn ông bà là cô chú là con phái hả? Chào, tôi đòi xuống. Tôi bồng rồi cứu tôi. Hết chán rồi, con người con tháng rồi, con người con tháng rồi. À đúng rồi, cái sữa chua này hôm bữa hôm trước cũng có bạn nói chị Ngân làm bánh sữa chua đi. Sẵn có sữa chua này con để mai con làm bánh sữa chua luôn. Bánh sữa chua hả? Mày nghe lạ ha. Cũng làm từ sữa chua rồi bánh sandwich rồi nhân ở trong là sữa chua rồi phô mai rồi vậy để sẵn đây khi ngày mai có thêm video nữa từ bánh sữa chua sao bồng xuống ai bồng nó mà bồng xuống rồi cũng chơi đi cho quen đi không thấy không Vincent hồi xưa á bằng Bali á là thích ngọn CD lắm ông bà nhưng mà Bali lại không thích vô xe ly CD ngọn chút xíu rồi nó rội ra nó không chịu ngồi. Tôi không có CD đâu, lúc nào cũng có Bali không cần bồng nhưng mà phải có mình nói chuyện rồi á. Đó. Nhiều chuyện lắm. Có nhiều chuyện lắm. Hầu như là Bali là không có khóc, không có quấy hả? Nhưng mà lại là nhiều chuyện. Nếu mà quay đi không thấy ai là Bali sẽ la lại. Đó đó là kịch ra. Ai biểu đang nằm nủ không chị đang nủ nghe mày bình thường á là cầm là một hộp sữa bò là một hộp sữa bò là hai hộp sữa ba hộp sữa có sữa tươi không dạ có sữa tươi hai hộp sữa tươi nó lãi hơn nữa. Công nhận cái này hay nè, ủ bữa trước cô kia của bày con là ủ trong cái nồi cơm điện á, bỏ nồi cơm điện các bạn nó nhanh lên men lắm, chứ mình để mà mấy cái ở bên cái ôm rổ thùng đá rồi á nó lâu hơn, nồi cơm điện giữ ấm mà lên men nhanh, tới chiều là khoảng 4-5 tiếng là thấy nó chua chua rồi, nó đều nó mà gì thích á là mẹ thích ăn dâu cua vậy hơn ăn kem chuối, dâu cua điện hơn. Cái này nó tốt tiêu hóa nữa. Mình để thì nó tiện thì các bạn mình làm một lần mà ăn có khi cả tuần cũng được. Mỗi lần ăn xong có mình ăn một bịch như vậy rất là tốt tiêu hóa. Cho Vincent ăn. Dạ. Vincent thích lắm. Hôm qua giờ phải giấu. Tại Vincent mà thấy các bạn biết chút là mở, chút là mở, chút là mở. Mở ra riết mà tủ lạnh nó không lạnh nổi là biết rồi đó. Ly có vậy không cặp? Ly có vậy không? Có vậy không có rồi nọ nha cặp. Có. Ly có gì? Ly có số chính gì không? Cho đi cầm thử nha, lạnh lạnh này cầm thử. Đó, đây chưa? Chuẩn bị bỏ miệng nè, cô chú ơi, cầm bỏ miệng nha. Cầm bỏ miệng nha. Bỏ miệng nha. Một được nhiều gói, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16 gói ạ. 16, 18, 18 gói. Vincent đã đi mua 2 cái rồi. Đó, cô chú thấy giờ nó cầm đó. Chuẩn bị mở cái miệng đó chuẩn bị cũng mở cái miệng đó thấy không đó thì cái cách làm của Ngân thì thấy cái sữa chua này nếu mà nó là khó thì không có gì mà khó nữa hết trơn mẹ chỉ pha thôi. Mẹ thấy có cái ủ á mẹ chưa biết ủ nên mẹ chưa biết chứ còn mà mình làm với mình vô bịch thì dễ rồi ha nhưng mà có cái ủ á để ủ cho nó thành nó lâu 6 tiếng cho nên đó mẹ chưa biết tới cái ủ. Thì cách làm như giống như những ngày nắng nóng đó, thì tôi nghĩ làm cái này mình về nhà mình vô tủ lạnh mình có một cái bịch này ăn tuyệt vời luôn. Ngoài kem, ngoài sữa chua ra rồi những thứ sinh tố thì cái này mình làm sẵn ở nhà thì nó tiện cho cả người lớn lẫn nít nữa. Người lớn thì mình có thể mình tháo ra cho nó để cho nó nguội một xíu. Như Vincent thì Ngân hay để ngoài cho nó nguội nguội một xíu cho bé nó ăn thì đỡ đau răng, đỡ nó bứt răng thôi. Thì rất là tiện. Thì cái video của Ngân sẽ kết thúc ở đây. Đó, thì hôm nay Ngân chỉ chia sẻ cách làm sữa chua thôi. Mọi người ai cũng có thể làm được ở gia đình. Mình nghĩ là tốt nhất là mình nên làm cho gia đình mình để cho có sức khỏe, bảo đảm an toàn nữa. Video hôm nay có sự tham gia của một diễn viên mới đó là diễn viên Bali. Diễn viên đang lên và đây chỉ động. Nhí. Rồi, và video của Ngân xin kết thúc ở đây. Chúc mọi người có một ngày làm việc thật là vui vẻ. Tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye, xin chào mọi người.